Trên con đường sứ mệnh bảo vệ an ninh, lấy khách hàng làm mục tiêu phục vụ, chúng tôi, công ty cổ phần đầu tư công nghệ Camera Việt, tự hào là nhà nhập khẩu, phân phối hàng đầu tại Việt Nam, các sản phẩm chính hãng, thông minh và chất lượng. Được thành lập từ năm 2016, với hành trình 8 năm, góp phần tạo nên những giải pháp an ninh, an toàn tối ưu cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Camera Việt đã từng bước khẳng định và tạo sự tín nhiệm trong lòng khách hàng, trở thành một trong những công ty cung cấp các sản phẩm camera chuyên nghiệp nhất trên thị trường. Bằng tầm nhìn khát khao không ngừng vươn lên, trở thành thương hiệu uy tín top 5 nhà phân phối CCTV và có mạng lưới phân phối thiết bị an ninh, thiết bị nhà thông minh lớn nhất tại Việt Nam. Cùng với tiêu chí uy tín là giá trị cốt lõi hàng đầu trong hoạt động kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng và phát triển bền vững. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với phương châm làm việc. Sự hài lòng của quý khách chính là thành công của chúng tôi. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới, một thành phần đồng cốt chính là những con người Camera Việt luôn nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, chuyên nghiệp, tâm huyết, quyết liệt tạo nên khối sức mạnh bền vững để gặt hái thành công. Camera Việt phân phối 3 dòng sản phẩm chính: thiết bị camera quan sát, thiết bị nhà thông minh và giải pháp hệ thống về camera quan sát. Chúng tôi tự hào khi trở thành đối tác đồng hành phát triển với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc với các sản phẩm chính hãng thông minh, chất lượng mang thương hiệu T&D, Icontech, v.v. Với 8 năm trong nghề CCTV tại Việt Nam, CVC đã trở thành top hàng đầu phân phối các thương hiệu trên toàn cầu. Chúng tôi đã hợp tác với T&D Technology, một thương hiệu đứng thứ 7 trên toàn thế giới và đứng thứ 3 tại Trung Quốc. Với mong muốn đem đến người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn, chúng tôi đã thành lập nên trung tâm bảo hành và trung tâm data center cho sản phẩm T&D hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mở rộng các hình thức marketing như cung cấp các bản quảng cáo alu ngoài trời cho các đơn vị đại lý trên toàn quốc. Với phương pháp đồng hành cùng người tiêu dùng, CVC đã từng bước cùng TVND đã đến người tiêu dùng một sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh và phấn đấu trở thành top 3 phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp Việt Nam luôn tiến về phía trước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đặt an ninh, lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Camera Việt luôn sẵn sàng tiếp nhận và biết ơn mọi ý kiến phản hồi của khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. We trust, we care.